Đầu tháng 2, hàng chục ghe thuyền tập trung quanh gành đá Bàn Than, xã đảo Tam Hải, huyện núi Thành bắt tôm hùm giống để bán. Đáy biển khu vực này có san hô, bãi đá, nhiều tôm hùm sinh sống. Mỗi chiếc ghe gỗ công suất nhỏ có 2 đến 5 người, làm việc từ 7 giờ đến 18 giờ mỗi ngày. Nghề này phụ thuộc vào con nước, chỉ làm được những ngày nước biển trong. Ngoài lặn ban ngày, thợ lặn cũng có thể lặn đêm. Nghề bắt tôm hùm giống từ tháng 10 âm lịch kéo dài đến cuối tháng 1 năm sau. Thời điểm này tôm con sống gần bờ nên bắt được, sau khi lớn chúng ra khơi thì dừng. Thợ lặn phải mặc bộ đồ lặn chuyên dụng, mang hai dây chỉ, một dây nặng 7 kg buộc quanh bụng và dây còn lại nặng 3 kg đeo trên vai. Ở dưới nước chịu sức ép lớn, đối mặt với không ít rủi ro, lặn bắt tôm hùm nhí là nghề đánh cược với tính mạng, mưu sinh dưới đáy biển khá vất vả và nguy hiểm, có người từng bỏ mạng vì lặn săn tôm hùm. Kính lặn là đồ nghề không thể thiếu với thợ lặn. Kính phải kín để ngăn nước vào mắt và giúp thợ nhìn rõ các vật dưới đáy sông. Nghề lặn săn tôm hùm đòi hỏi sự chịu khó, có sức khỏe tốt vì phải ngụp lặn giữa dòng nước sâu. Mỗi lần lặn thường kéo dài khoảng 2 giờ, độ sâu 6 đến 10 mét, khi nào bắt được nhiều tôm thì lên sớm hơn. Tôm hùm sống trong hang sâu vài săn. Để bắt tôm, phải cầm dâu lôi ra, hoặc dùng cây tăm bằng sắt đuổi chúng ra khỏi hang rồi dùng tay bắt. Thợ lặn ở dưới nước, phía trên luôn có một người vận hành máy, thả, kéo ống hơi và xử lý khi có sự cố. Bắt được tôm hùm, thợ lặn để vào chai nhựa chứa nước. Sau khi mang tôm hùm giống về nhà, thương lái mới đến mua với giá loại 155.000 đồng hoặc loại 280.000 đồng mỗi con. Một thương lái thu mua tôm hùm giống cho biết, mỗi ngày mua vài trăm con tại xã đảo. Tôm đưa về nuôi sống với số lượng hàng nghìn con, rồi nhập vào các tỉnh Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa để bán cho hộ nuôi. Xã đảo Tam Hải có khoảng 7.000 người, ở 7 thôn. Nơi đây có danh thắng gành đá Bàn Thành và đảo Hòn Mang, hòn dứa hoang sơ. Xung quanh là hệ sinh thái đa dạng san hô, bãi đá tự nhiên, thu hút nhiều loại hải sản sinh sống. Chủ tịch xã đảo cho biết, địa phương có hơn 200 hộ dân khai thác tôm hùm giống. Hàng năm, chính quyền cấm khai thác từ đầu tháng 4 đến tháng 7. Khi mùa bắt tôm hùm giống kết thúc thì người dân chuyển qua đánh bắt hải sản.